Xin kính chào tất cả quý vị khán giả và các bạn đã trở lại với kênh của Kali Sài Gòn. Và xin chúc cho tất cả quý vị được nhiều sức khỏe, gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Vâng, hôm nay thì chúng ta cũng nói về thám tử cao. Nhưng mà ở nơi đây có một bạn tên là Nguyễn Hữu Nghĩa nói rằng ở Việt Nam thì không có chức danh thám tử và cũng không có một cái trường đào tạo nào là cái trường thám tử. Cho nên anh chàng này thì được mãi mãi gọi là Mã Tử Lùng mà thôi. Mã Tử Lùng thì nhiều người gọi cho anh chàng này rồi. Nhưng tôi thấy đa số thì cũng gọi là Thám Tử Lùng, Thám Tử Lùng. Chắc có lẽ về cái kích thước của anh ấy thì không được cao lắm, nhưng mà thích cái chữ cao. Đó là cái ước mơ, mong muốn trong cuộc đời của anh chàng này, nhưng mà sẽ không bao giờ thực hiện được. Có những giấc mơ, chúng ta để mơ để đó mà thôi. Có những giấc mơ thực hiện được, nhưng mà đối với lại cái cậu thám tử này thì giấc mơ mà được cao thêm chút xíu á là không có rồi, không có cửa luôn rồi, bích luôn rồi. Chúng ta và một số anh chị em trên YouTube quan tâm và chăm sóc sức khỏe cho anh này, tại vì trong thời gian gần đây anh ta dùng những cái lời lẽ sắc láo hoặc là bị đặt thông tin, chúng ta phải nói hoài như vậy để chia sẻ như vậy để cho mọi người biết và thức tỉnh, cũng như sẽ dập tắt cái ngọn lửa tồi tệ trong cái bản năng của cái cậu này. Làm YouTube thì ai mà không muốn cho cái kênh của mình được nhiều người theo dõi, phải không các bạn ha? Và thí dụ chúng ta là người mà tìm được những thông tin đầu tiên, đó là cái sự mà học hành, rồi tìm hiểu, rồi học tập lẫn nhau, rồi chúng ta làm bài nó tốt, rồi đưa đến khán giả những cái gì mà nó tích cực, những cái gì mà chúng ta có lợi cho xã hội, tốt cho người này người kia, chúng ta học hỏi với nhau. Nhưng mà tôi thấy cậu này thì hết cái drama này tới cái drama khác, là giống như là mà dạch lá tìm sâu vậy, đi kiếm chuyện người này tới kiếm chuyện người kia. Thường thường thì cậu ấy hay đi môi chuyện của người khác, nhưng mà không bao giờ biết một đống rác ở trên đầu mình. Đáng lẽ là cậu ấy cũng là một cái kênh mà có những truyền thông về ngôi nhà số 5 Đoàn Thị Điểm sớm nhất đó các bạn. Tại cái thời mà còn mà Nịnh Hót Ni đó, cái thời mà còn Tân Bốc Ni lên trên mây, Tán Thượng Ni là phát thanh viên ở Gia Lai, là một gia thế kêu bằng là hùng hậu không, rồi học vấn này kia nọ, biết tiếng Anh, tiếng U này kia nọ, đủ thứ chứ nha. Rồi bây giờ thì sao? Quay qua gọi người ta là con này, con kia, con quả đen, con mã lai, rồi nói người ta đi làm gái, nói người ta đi rửa tiền, nói vì người ta mà cái bộ phim Sáng Đèn của Hồng Loan ít người coi. Có nghĩa là cậu này có thể đổi trắng thay đen trong chỉ giờ một nốt nhạc mà thôi. Một con người phản phúc như vậy thì chúng ta có tin nổi không? Không. Hoàn toàn không tin tưởng nơi bất cứ những gì cậu này nói. Mà hãy nhìn kỹ những gì cậu ấy đang làm, đối xử với lại những đứa con mồ côi tại ngôi nhà số 5 Đoàn Thị Điểm. Tấn công Hồng Loan vô tội bà, gọi ba anh em người ta là mỏ hổn, trong khi đó không có khối làm sao có lửa. Mình là cái thành phần gì, mình lấy cái tư cách gì mà mình bảo người ta phải làm theo những cái điều mình muốn nói, những cái sự suy nghĩ của mình, và ép người ta, thao túng tâm lý người ta. Mình chẳng là cái gì chứ, mình chỉ là một YouTuber thôi, phải không? Chỉ là một YouTuber, nó giống như hàng trăm, hàng ngàn YouTuber khác. Quả chăng là những YouTuber khác, người ta không có nói chuyện được, người ta không có bị đặt thông tin, người ta không có quy chụp như mình, người ta không có ném đá dấu tay, người ta không có ngậm máu phun người như mình, người ta đi đến cái hiện trường người ta quay. Còn mình thì được ngồi ở nhà, rồi đó, mình lên trên đây, mình bị đặt thông tin, mình dẫn dắt dư luận. Mình kiếm tiền trên YouTube, nhưng mà cũng phải có cái tư cách đàng hoàng. Bây giờ khán giả bỏ hết rồi. Cũng tại vì mình, cũng tại vì những con người hai mang, quay xe, bêm người ta. Mà phải mà bêm cho cái đúng sự thật thì không nói gì. Đằng này bêm con của ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng, cho nên mới khán giả mới quay lưng hết đó.
Xin lỗi quý vị ạ. Ok, bây giờ mình sẽ đọc một số ý kiến của khán giả bình luận ha. Mình rất thích đọc những lời bình luận của quý vị. Những lời bình luận của quý vị đã giúp cho mình biết thêm nhiều thông tin hơn ở Việt Nam nè. Rồi học hỏi quý vị rất là nhiều. Nguyễn Nga: chào Cali Sài Gòn, chúc sức khỏe. Cảm ơn em phân tích rất hay, ấm lòng. Bọn ngủ quái nói nhức đầu lắm. Không bao giờ tôi nghe hết 5 phút tôi hủy kênh họ hết rồi. Toàn là lên chửi bất chấp hậu quả. Dominido: Thám Tử Cao ngồi một chỗ, thích nói gì thì nói. Ai thuê chửi thì hắn chửi. Không bao giờ dám ra khỏi nhà, ăn chặn tiền Mạnh Thường Quân biết bao nhiêu. Vâng, cái này tôi cũng nghe nhiều người nói rồi. Nhiều khán giả cũng để lại những lời bình luận ngắn thân. Họ nói là Thám Tử Cao ăn chặn tiền từ thiện, không có sao kê. Tôi không hiểu cái ông Mã Tư Lùng này, ông Hội Ni và Hồng Loan sao kê đi, sao kê đi. Có nghĩa là sao các bạn? Sao kê đi có nghĩa là phải bên kia sao kê chứ bên kia thầu tiền phúng điếu à. À thì ra có nghĩa là nói Loan với lại Hồng Ni nên mướn luật sư làm cái vụ sao kê này cho ra ngô ra khoai. Cái gì cũng vậy, người ta làm theo thứ tự, trình tự đàng hoàng. Mình là một người YouTuber, mình ngồi hóng thôi. Hóng như là những cái gì đó nó hóng trước nhà người ta. Mình không có tư cách gì hối thúc người ta, không có tư cách gì lên tiếng hết trơn á. Người ta biết cái chỗ nào người ta làm, cái chỗ điểm dừng nào thì người ta làm. Chứ không phải ngồi ở đó mà kêu người ta đi sao kê. Bà xạo, chém gió. Còn bài đặt nó xạo đi kiếm cha người ta được rồi. Kiếm chưa? Thám Tử Cao. Kiếm cha của Hồng Loan ra rồi chưa? Bà xạo, hôm nào đó là anh em YouTube sẽ kiểm tra của Thám Tử Cao cho coi. Coi thử máu đi nê, coi có không biết Mã Tư Lùng này với lại người cha mình hay là mấy đứa con của mình có phải là cùng đi nê hay không. Không phải là mình muốn nói như vậy, tại vì có lửa thì mới có khói. Mình đi tìm cha người ta thì người ta cũng đi tìm cha mình thử coi như thế nào. Đây người ta nói trong cái duyên người ta gọi là cái nghiệp á. Mình gieo gió thì mình gặp báo thôi, phải không? Gieo nhân nào thì nhận cái quả đấy thôi. Nghiệp báo mà. Khi không cái đi tìm cha của Hồng Loan. Cha của Hồng Loan là nghệ sĩ ưu tú. Ông vua cải lương Hồ Quảng đó, nghe chưa? Đừng có bao giờ dùng hai chữ con nuôi sau khi quay xe 360 độ ra khỏi nhà người ta. Rồi bắt đầu cái sân si với người ta, ganh tị với người ta. Bắt đầu chơi đoạn thù với người ta. Đánh vào cái kinh doanh của người ta. Bây giờ có người đánh vào kinh doanh của mình đó, tại sao mình biết hậm hực. Rồi mình lên mình phân bài, rồi mình lên mình nói này kia nọ. Trong khi đó Thám Tử Cao là cái người bắn phát đạn đầu tiên vào những cái kinh doanh của Hồng Loan. Mà Hồng Loan có bao giờ trả lời trả giống đâu. Chỉ có gửi một lá đơn là mong các anh chị đừng có xâm phạm vào quyền lợi cá nhân của người ta. Những chuyện gì biết thì nói, còn những chuyện gì không biết thì đừng có nên đơm đặt, đừng có nên bịa chuyện. Đó là lời văn mà người ta dùng lịch sự. Chứ không lẽ một cái lá thư cảnh cáo người ta biết đồ nhiều chuyện bà Tám sao? Đó các bạn. Tôi thì tôi không tin Thám Tử Cao này, Mã Tư Lùng này làm việc từ thiện không có. Tại sao các bạn biết không? Có nhiều người nói trong ở đây là Thám Tử Cao hồi lúc trước chơi bạn bè nhưng mà hay đâm xuồng bể lắm, hay phản phúc lắm. Có một cái mình cũng phải nhắc đi nhắc lại, có nhiều bạn nói của clip trước có nói về người này rồi mà mình phải nhắc đi để cho nhiều người biết. Nhiều người nhiều khi xem sao cái clip ấy chưa có biết. Chơi với lại một bác sĩ thú y rồi phản người ta, rồi nói xấu người ta nữa. Còn ăn tiền từ thiện thì chưa chắc gì mà đem giúp hết đâu các bạn ơi. Một con người mà không ăn việc làm cái gì chứ á, tào lao thiên địa không à. Mà nói đi giúp người này giúp người kia, tiền ở đâu ra? Tôi nói mấy năm nay nè,
mấy năm nay chứ không phải mới đây đâu, từ hồi đi làm YouTube mới lên đây mới có cái vẻ hơi điềm đạm chút xíu. Chứ nhiều người nói ngày trước khi mà làm YouTube có cà chớn lắm, mặt mày hóng hách lắm, nghe nói làm trong ngành ha, rồi làm xảy ra tai nạn chết người, bị ra tòa nữa. Bây giờ thì ra khỏi ngành rồi nhưng mà cũng chứng nào tật đó, làm như ta đây là một thám tử, ta đây là một người trinh thám, điều tra hết người này điều tra hết người nọ. Nhưng mà có một cái điều tra, tôi thách thám tự cao điều tra tụa tại sao Hồng Nhung họ Võ, Hồng Phượng họ Lê mà ba của Hồng Phượng là họ Nguyễn là sao vậy ta? Đi tìm giùm đi ha, thám tử cao hỏi nhẹ cái gì thôi, đi tìm giùm tại sao mà người ta họ tùm lum họ như vậy, tại sao không chỉ mua dù vào những người ăn tiền phúng điếu, ôm cái thùng tiền phúng điếu đi mà bây giờ đánh phá con gái của người ta. Có phải thám tử cao cũng như ông Sạc Hành và cái đám ve bên kia là những người thích ăn chặn tiền quyên góp, tiền từ thiện, cho nên họ ngu tầm ngu, mã tầm mã, họ cùng tần số với nhau. Mới đầu nhảy vô chỉ giả bộ mà thôi, bây giờ mới lộ rõ ra bộ mặt thật nè, phải không các bạn ha? Chị Hồ Kim có nói mới nghe bưu mập và thông tin thám tư lùn vừa được công an mời đến cơ quan điều tra về vụ nhà báo 20K đó, Cali Sài Gòn. Đúng là cái ông độc lưng ông. Ngày xưa quả báo nhãn tiền, ngày nay quả báo liền liền một giây, y chang hả chị ơi? Nhân tiện đây, Cali Sài Gòn cũng muốn cảm ơn tất cả khán giả đã để lại những lời bình luận rất hữu ích. Và nhiều khi mình đọc những cái thông tin thêm á, tại vì không thể nào mà mình biết hết được đâu. Nhiều người ở gần nhà Mã Tư Lùng nè, nhiều người mà đã quen biết với là Mã Tư Lùng rồi gửi cho mình những cái tin nhắn rất là hữu ích. Vì thám tư lùng bị lang thang đường phố vạch mặt xối xả nên tá hỏa lắm rồi. Gần đây thì mặt mày xuống sắc dữ lắm, đang thù lù à, nói chuyện không có cười, không có vui vẻ, lúc nào cũng đằng đằng sát khí cái mặt. Giống như phải không? Nhiều cái lúc tôi coi có cái livestream bằng đây, livestream bằng giữa ban đêm các bạn, không có biết người âm nhập hay sao cái mặt nhìn phải không? Tôi hỏi nha. Nhìn nhìn trên cây mà tôi không biết ở trên cây có cái gì, hình như là chắc có ai nhập vô hay sao á. Có một bạn thì nói rằng tại chưa cam tâm đã xuất hết chiêu rồi, chiêu này chiêu kia, tấn công vào chỗ này tấn công vào chỗ kia, nó ba láp ba xàm, tấn công là tìm được cha mẹ của Hồng Loan, rồi tấn công vào đi nê cũng không được, rồi tấn công đi vào nói là ni đi quán bar làm gái kêu rửa tiền, tấn công kêu bằng là đủ thứ trò cho rồi, nhưng mà vẫn chưa hại được Hồng Loan và ni và chưa đi tìm được thông tin gì mà xác đáng hết, nên càng căm ghét phải hại cho bằng được. Tâm cái Mã Tư Lùng này ác lắm. Cái tâm này phải nói con người rất là độc ác. Ngày xưa chúng ta nhiều người rất lầm lầm về cái cậu này của cậu cả ha. Bạn Trần Võ Thúy Vi ha, người thì tung tăng khắp nẻo như là đi bên Úc nè, rồi đi qua Hàn Quốc, Đài Loan, Mã Lai, Hồng Kông chơi, đi Trung Quốc rồi Mỹ nè. Còn cái thằng thám tư lùng này nó nằm mơ cũng không có. Cái bà mà Thái Dương cũng vậy nè, cũng nói bà là người xuất ngoại nhiều lắm, đi chỗ này chỗ kia chỗ nọ biết hết rồi. Hỏi tôi nè, nó nói câu hỏi tôi nè, tôi là người mà hay xuất ngoại nhiều nhất nè. Tưởng sao xuất ngoại ở Campuchia với Lào không à, chúng ta đâu chỗ nào. Nhưng những con người này họ chơi chung với nhau là đúng lắm. Cái sự cao ngạo và sự cái tôi của họ đó nó giống như là ở trên trời đấy các bạn. Mấy người này phải nói là thật sự là dùng cho họ một cái chữ là cổ trên đó, người về từ cổ trên.
bạn Nguyễn Văn Sinh chia sẻ hay lắm Cali Sài Gòn ơi, cảm ơn bạn cho Thám Tử Lùng biết. Cứ cho mình hại ai hại, có lợi là làm, bất chấp việc làm của mình, thật là bỉ ổi. Bạn Trung Kiên chào anh Cali Sài Gòn, chúc anh và gia đình được nhiều sức khỏe. Thằng cha đạo diễn này rất là xạo, không ưa thằng cha này rồi, phải tẩy chay cái ông đạo diễn hèn hạ này. Chúc chủ kênh an khang, nhiều sức khỏe. Đó là bạn anh NG Mai. Trong những cái clip mà mình nói về Hồng Loan đó các bạn, hay là những cái livestream của Ni á, lúc nào mình cũng nhắc về Huy Sang và O Ơ. Hai vợ chồng này sát cánh bên Hồng Loan từ lúc đầu cho tới bây giờ thì mình thấy rằng rất tốt, chăm sóc cho Mai. Ý quên, chăm sóc cho Hồng Loan với cho Mai gì? Mai nội đây ở đây làm như phim Mai của Trấn Thành vậy. Vâng, nói chăm sóc cho Mai mất công vợ của Huy Sang ghen này, trời ơi, Mai nào đây nữa anh Sang. Nghe anh Cali Sài Gòn nói anh chăm sóc cho Mai nữa. Không phải đo ơi, nói nhanh thì nói líu lưỡi thôi. Thật ra tôi thấy khi đi bên Úc nè, đi trình diễn chỗ nào nào là Huy Sang là cái người mà chăm sóc cho Hồng Loan rất là nhiều, rồi đứng bên cạnh nhiều khi sợ có nhiều người chụp hình, khán giả chụp hình hay là khán giả tấn công, hay là không phải tấn công, như là nhiều khi loại chụp hình mà thì mình phải từ từ á các bạn, có nhiều người xô lấn cái thì Huy Sang đứng gần đó bảo vệ cho Hồng Loan rất là nhiều. Tôi nhớ có một lần lâu lắm rồi, cái clip lâu lắm rồi, khi mà nhiều người đứng trước nhà số 5 Lòng Thị Điểm đó, xin cái này cái kia hay gì đó mình quên, không biết đó, cái ngày đó là ngày Trung Thu hay là cái bánh ra, xin bánh Trung Thu hay gì đó, nhiều người lắm các bạn. Thì Huy Sang không muốn tình hình nó phức tạp nữa, cho nên Huy Sang kêu mọi người ra đằng sau ở phía bên hông á, rồi Huy Sang phát tiền cho một người mấy trăm ngàn hay là người 500 ngàn, phát hết 5 triệu luôn, dùng tiền của mình để phát cho những người nghèo ở đó, những người cần thiết á, để tránh cái sự ồn ào trước cái nhà, và cũng để cho Hồng Loan giống như tạm thời chúng ta được gọi là thoải mái để đi vào nhà, chứ để đó là nó ồn ào rồi nó làm mất trật tự an ninh xã hội cái chỗ đó nữa, rất là tốt. Dũng Mai thì có viết rằng xin cảm ơn anh Cali, nói chính xác hai vợ chồng Huy Sang và O Ơ thì xăm chân mày với lại xăm môi luôn các bạn. Giá cả thì rất là hợp lý và mình thấy xăm cũng rất là đẹp. Sẵn đây quảng cáo cho Huy Sang luôn ha. Với là O Ơ luôn. Vợ chồng Huy Sang O Ơ rất là thương mến, và nhỏ sống cũng rất trân trọng mọi người và biết ơn tất cả. Tôi thấy Hồng Loan á, nói người ta là vô ơn con này con kia, Hồng Loan lúc nào cũng cảm ơn người này, cảm ơn người nọ, đi tới đâu ai làm gì cũng cảm ơn, không làm cũng cảm ơn luôn. Nhỏ mớm lúc nào cũng nhỏ nhẹ, cũng biết ơn người này người kia mà buông lời nói người ta như đúng là những người thất đức thiệt á. Càng ngày khi xảy ra chuyện gì đến hai chị em Loan Ni, tôi càng thương hai đứa em này nhiều hơn. Xin cảm ơn nhà mạng chuẩn đạo đức, cũng giống như là cảm ơn Huy Sang và chồng Huy Sang luôn á. Ở đây cũng có nhiều bạn nói là tôi không tin Thám Tử Cao là người tốt vì nó không thể nào làm từ thiện, nó trục lợi mà thôi. Trục lợi thì chắc chắn nè, 100%. Tôi nói các bạn nghe, hãy nhìn, đừng nghe những gì mà Mã Tư Lùng này nói, mà hãy nhìn kỹ những gì Mã Tư Lùng này làm. Ngọc Hạnh thì có nói Mã Tư Lùng này dùng chiêu quy kết tội rửa tiền cho Ni, kiếm chuyện với mớm cả ngày lẫn đêm, thật là ác ôn. Có thể Ni nhờ luật sư
Rồi mình sâu chuỗi lại những cái video của bà Tư Lùng này nói á. Tại vì không thể nào mà lên trên công an nói ô tôi đâu nói đâu, tôi nói đi đâu, tôi nói Ninaso, tôi nói tôi đâu nói Hồng Loan đâu, tôi nói HNL thôi chứ bộ, hay là tôi nói nhà số 4 thôi chứ bộ. Nhưng lên trên công an không có trả lời được như vậy. Đâu phải mình khùng đâu. Công an đâu phải là người mà rảnh rỗi mà người ta kêu lên đâu. Khi mà người ta kêu lên là người ta sâu chuỗi lại câu chuyện rồi. Thứ nhất là mình cứ tấn công người ta, mình nhục mạ người ta với mọi hình thức. Bây giờ người ta kêu lên là đúng lắm rồi. Tôi mong rằng Ni và Hồng Loan có thể nhờ một luật sư, tại vì luật sư Ngọc là luật sư dân sự, có thể tìm một luật sư nào mà về hình sự và những người mà hãy điều tra chính xác, sâu chuỗi lại những câu chuyện, thì làm việc với lại cái ông Mã Tư Lùng này là được rồi. Để cho ông ta học một bài học. Tôi thì cũng không mong ai đi tù chứ, nhưng mà để dạy dỗ cho Mã Tư Lùng này một bài học để nhớ đời, đừng có lên tấn công người ta vô tội vạ như vậy. Không các bạn ha. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với mình chia sẻ sau khi mình đi làm về. Chúc tất cả quý vị được nhiều sức khỏe và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Nếu thấy thông tin hữu ích nhớ bấm like, chia sẻ và cho mình một lượt đăng ký kênh. Xin hẹn gặp tất cả quý vị trong một video lần sau.